Vở diễn Giai Nhân và Anh Hùng, tác giả kịch bản Văn Học Chu Thơm, chuyển thể chèo Trần Đình Văn, đạo diễn Thanh Tùng, âm nhạc nhạc sĩ Tuấn Hải, thiết kế mỹ thuật họa sĩ Đậu Quang Anh, biên đạo múa Thanh Nam, dạy hát truyền thống nghệ sĩ ưu tú Đoàn Thanh Bình, thể hiện trang phục nhà may Minh Xuân, thiết kế ánh sáng Minh Tuấn, âm thanh Chí Ninh, ánh sáng Anh Tú, chỉ huy dàn nhạc nhạc sĩ Tuấn Hải, chỉ huy biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Lệ Thúy, chỉ đạo thực hiện phó giám đốc nghệ sĩ Kim Tuyến, nghệ sĩ ưu tú Lê Huy Trúc, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc nhạc sĩ Vũ Duy Dũng, chỉ đạo công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Tập thể nam nữ nghệ sĩ diễn viên, nhạc công nhân viên kỹ thuật, đoàn nghệ thuật 1, nhà hát chèo tỉnh Vĩnh Phúc tham gia trình diễn. Xin kính chào quan huynh. Kìa, xin chào hiền đệ. Huynh đệ ta lại có duyên hạnh ngộ, cùng theo nghiệp bút nghiên học đạo thánh hiền, vâng mệnh triều đình lĩnh chức sử quan, nối gót tiền nhân soạn thêm trang quốc sử. Ghi lại chuyện đời này để lưu truyền hậu thế, phải đặt bút sao đây cho thấu lý đạt tình. Dạ, tiểu đệ là kẻ hậu sinh, có vụng dại điều gì xin quan huynh chỉ dạy. Khó gì đâu, đạo của người chép sử xưa nay vẫn vậy, phải đem thành ý chân tâm mà ghi lại việc đời, dù phải trái tránh tà, số đẹp giờ hay, điều có thực phải chép cho chân thực. Quan huynh ơi, chữ chân ấy đâu dễ gì đạt được, bởi ngọn bút kia còn bó buộc những xích xiềng, đã bao phen mũi giáo đường gươm ngăn chữ chặn dòng, nét son đỏ ngầu bởi mực hòa huyết lệ. Có những điều chẳng ghi thành luật lệ, nhưng lỡ phạm vào thời đại họa diệt thân. Ví như chuyện giờ hay của các đấng quân vương, không phải sử quan muốn chép sao cũng được. Dân gian có câu, thuốc đắng dã tật, nhưng mấy ai dại gì vạch áo phơi lưng. Lẽ đời họa phúc khôn lường,
bút kia phải khéo lựa đường giữ thân. Bút kia phải khéo lựa đường giữ thân. Quan huynh ơi, thế chẳng hóa ra phận sự của sử quan là che mắt người đời đánh lừa hậu thế. Người chép sử vì sợ mang tai vạ nên đành tâm muốn cong ngọn bút hay sao? Khi kẻ cầm bút đã cam phận cúi đầu thì dòng chữ kia thẳng ngay sao được. Huynh đệ ta cứ trông gương người trước, tự xét lòng mình mà xuống chữ gieo câu. Luận bản đúng sai có dễ gì đâu, ta cứ ghi lại thực tình để đời sau bình xét. Dẫu bút xa mà người cầm bút kia phải chết thì dòng chữ vẫn thẳng ngay chẳng một nét tà. Vâng, tiểu đệ xin được cùng quan huynh theo bước người xưa, giữ cho mắt sáng lòng trong để lời ngay chữ thẳng. Nay triều Lý suy vi mạt vận, họ Trần kia đã kế vị thay ngôi. Xã tắc lại một phen quật đổi sao rời, loạn thế xuất anh hùng, cả gian hùng cũng lắm. Nữ vương Chiêu Hoàng nay đã thành hoàng hậu Chiêu Thánh, vua cũ Lý Triều thành hoàng hậu nhà Trần. Trăm mối ngổn ngang thế sự xoay vần, lại khối chuyện để đời sau bàn luận. Huynh đệ ta lại mở trang giấy trắng, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe. Đồ tứ bảo đã bày sẵn án thư, xin kính quan huynh mở đường khai bút. Hạ thần xin được vấn an thánh thượng. Kìa, bệ hạ à, bệ hạ hãy đứng lên. Dạ, đây là nước lấy từ giếng ngọc, hạ thần xin được hầu bệ hạ rửa chân. Bệ hạ à, bệ hạ lại khéo đùa, thần thiếp dám đâu đáp tội. Ân tình phu thê, sao gọi là đắc tội? Ta chỉ muốn được rửa chân cho nàng như những ngày xưa. Muôn tâu, khi ấy thần thiếp vừa kế vị vua cha, bệ hạ còn là một tiểu thần hầu cần. Giờ người đã trị vì ngôi lớn, xin cho thiếp được nép mình giữ phần bề tôi. Phép tắc lễ nghi là ở nơi triều hạ, còn trong nhà là tình nghĩa phu thê.
mười mấy năm trời, chuyện cũ ngẫm như mơ. Thuở ấy, ta với nàng còn thơ ngây vụng dại. Ta bưng nước lên hầu, nàng còn đùa té lại. Mưa móc tưới nhuần, trong mát những niềm thương. Rồi, chuyện đó lan truyền từ chốn thơ. Người ta luận rằng, nữ vương đã phải lòng thần hạ. Té nước vào vạt áo là ngầm tỏ ý muốn trao lại cho ai gánh nặng nước non này. Chuyện vui đùa của tuổi thơ ngây bỗng hóa chuyện quốc gia đại sự. Nữ vương kết duyên cùng quan chánh phủ, rồi lại xuống chiếu nhường ngôi cho đức lang quân. Từ hoàng đế triều Lý thành hoàng hậu nhà Trần, nàng đã cam đành hạ danh giáng phận. Nàng ơi, khi quyền bính trong tay đại thần lũng loạn, thì cựu đế với tân vương cũng chung phận vua hờ. Nhắm mắt đưa chân như thể quân cờ, nước bước đường đi phải theo người sắp đặt. Tiếp đâu luyến tiếc chi hai vàng bề ngọc, chỉ xót xa cho cơ nghiệp của cha ông. Đức sáng của Lý triều đã tỏ với non sông, mà giờ đây đến hồi suy mạt, vẫn biết hình suy là lẽ thường vần nữa. Nhưng nỗi xót xa vẫn day dứt cõi lòng. Gánh nghi nặng nghi tang bồng nghi, nước hỉ no nước no. Nàng chẳng dễ gì quên mối hận lòng khi đế nghiệp của triều Lý rơi vào tay dòng họ khác. Nhưng nàng hãy tin, dù duyên phận hai ta do người sắp đặt, nhưng ta vẫn thực tâm thành ý với nàng. Thiệp đỡ ơn chàng đã bao dung che chở, nghĩ trăm năm xin gắng đáp đền. Thiệp tự trách mình có lỗi với phu quân, có lỗi với hoàng triều vì chưa sinh được người nối dõi. Đã chót một lần hữu sinh vô dưỡng, nay lại chưa thêm mùa nở nhụy khai hoa. Mòn mỏi buồn rầu lại thêm những lo âu. Thiếp đang nghe trong triều có những lời đồn đại. Sao? Họ đồn đại thế nào? Nàng nói lại ta nghe. Dạ. À, mà thôi, thần thiếp không muốn bệ hạ phải phiền lòng thêm nữa. Nàng ơi, ta đã thay nàng lên ngôi trị vì thiên hạ, phải biết lắng nghe cho thấu tỏ dân tình. Bậc quân vương phải sửa đức dân mình, ta có ngại chi chung ngôn nghịch nhĩ. Dạ, thần thiếp
Thần thiếp thực tình không dám nói. Kìa nàng. Dạ. Thần xin bái kiến thánh thượng và hoàng hậu. Trẫm miễn lễ. Hoàng thái sư bình thân. Đội ơn bệ hạ. Muôn tâu, hạ thần mạn phép đường đột đến đây, vừa kịp trộm nghe được đôi lời thánh ý. Bệ hạ đang ngại chung ngôn nghịch nghĩ, vậy có điều này thần xin được trình tâu. Quan thái sư cứ nói. Muôn tâu, thần thiếp xin phép được cáo lui để bệ hạ cùng quan thái sư luận bàn việc nữa. Quan, xin lệnh bà chớ vội rời gót. Hình như lâu nay lệnh bà cố ý tránh mặt hạ thần. Nếu thủ độ này chót mạo phạm đến bề trên, xin lệnh bà hãy ra ân xá tội. Chính ta mới là người có lỗi, đã để quan thái sư phải bận lòng. Nghĩa vụ tôi là ở chốn triều trung, xét đạo nhà, cháu dám đâu trách chú. Hoàng hậu! Kìa, hai khanh! Hai khanh chớ chấp chi điều tiểu sự. Trẫm xin hai khanh kết một chữ hòa. Quan thái sư, quan sai thư đến đây vì việc nước, chứ không phải việc nhà. Thì hoàng hậu không dự bàn, cũng là hợp lẽ. Muôn tâu, vận mệnh của hoàng gia cũng là vận mệnh của cả thiên hạ. Việc trong nhà cũng thể việc nước non. Ví như bệ hạ giữ gìn quý thể long nhan, là giữ cho cả giang sơn xã tắc. Khanh lúc nào cũng buộc trẫm vào giang sơn xã tắc. Trẫm cũng là người phàm trần, trẫm cũng có nỗi niềm riêng. Dẫu bệ hạ không tự coi mình là bậc thánh nhân, nhưng cũng phải gác niềm riêng mà nghĩ cho quốc sự. Hôm nay, điều hệ trọng thần muốn trình bệ hạ là việc hoàng triều chưa có người kế tự ngày mai. Việc này thì vận số bởi trời, cũng chỉ biết ngửa trong hoàng thiên phủ độ. Hoàng hậu đã một lần sinh hạ, giờ ta cứ quan tâm chờ đợi lần sau. Bệ hạ cho hạ thần được nói thẳng một câu, người đợi được, chứ cả giang sơn không đợi được. Khi hoàng triều chưa có người nối nghiệp, mầm loạn sẽ nảy sinh, ẩn họa khôn lường. Tự cổ chí kim đã bao cuộc tranh giành, khiến triều đại phải suy vong, quốc gia nghiêng đổ. Này xét ni lòng trăm họ im, đang ngóng trong ngày đêm, gốc nghi càng sâu, nghi cành càng bền, cầu quý tử nghi nỗi ngồi vương, lòng thiên hạ ý hoàng thiên đi, ý nghĩ này càng thuận ý. Ý quan thái sư là hạ thần xin đi thánh thượng cho xã tắc muôn dân thịnh vượng, phải phòng nghi cơn nghi nội loạn, nên sẽ phải tính cho hoàng gia nghi. Đã mấy lâu nay sơn hà xa tắc này vẫn thuận ý hòa bình yên, khanh lo lắng làm chi mà phiền. Sao khanh nghĩ chẳng nghĩ trình lên, khanh lo lắng làm chi mà phiền. Sao khanh nghĩ chẳng nghĩ trình nghĩ lên. Muôn tâu, việc hệ trọng đến vận mệnh của vương triều, xin thánh thượng hãy ra ân minh xét.
Vậy ý quan thái sư là? Muôn tâu, lời quan thái sư thiếp nghe đã tỏ. Bệ hạ cần sớm sinh quý tử để có người kế vị nối ngôi. Thần thiếp mỏng đức vô duyên nên chưa thuận lòng trời. Có lẽ bệ hạ cần kén người thay ngôi hoàng hậu. Sao? Thay ngôi hoàng hậu? Dạ, thần xin đội ơn hoàng hậu đã thấu lòng chăm họ, thấu lòng hạ thần canh cánh bấy nay. Ta đã lường trước được điều này bởi đã quen bước đi theo người dẫn lối. Quan thái sư sắp đặt như vậy hẳn là đã tính toán thấu đáo mọi đường. Không, việc này ta không thể đành lòng. Hoàng hậu xưa nay vẫn trọn bề đức hạnh, ngôi vị chính cung đâu chỉ là danh phận mà còn là ân tình sâu nặng nghĩa phu thê. Quan thái sư, khanh hãy cố gắng xét suy xem có còn cách khác. Hạ thần đã đắn đo cân nhắc, nhưng chỉ có cách này là phương sách vẹn toàn. Thần biết khi thần đem chuyện này tâu lên với thánh hoàng, thần sẽ phải chịu với đời điều chê tiếng ác. Nhưng vì cơ nghiệp họ Trần, vì giang sơn xã tắc, chút thanh danh của thủ độ này có đáng kể chi đâu. Việc này chậm mong khanh hãy thư thư cho ít lâu. Giờ lòng chậm đang tơ vò trăm mối. Trăm quan đang nóng lòng trông đợi, mong bệ hạ sớm ban thánh chỉ nay mai. Giờ hạ thần xin phép được cáo lui, xin thánh thượng gắng bình tâm suy xét. Quan thái sư, hoàng thu. Thank you.
thánh. Việc nước việc nhà cứ rối tung lên hết cả. Phải chép sao đây cho nội sự tỏ tường. Cứ ngấm cảnh tình của hoàng hậu chiêu thánh mà để lại cảm thương. Lạc bút run tay không làm sao viết được. Dẫu đau lòng nhưng đó vẫn là sự thực. Không thể vì thương mà viết khác được đâu. Sai đúng thế nào còn phải đợi xét sau. Huynh đệ ta cứ theo dòng mà chép tiếp. Khoan đã khoan bác, hình như có thượng quan hạ cố đến thăm. Dạ, hạ chức xin kính chào nhị vị thượng quan. Thế nào, việc biên chép đến đâu rồi? Sao không thấy trình lên để bản quan phê duyệt? Sao chưa trình lên để bản quan phê duyệt? Dạ, trang sách vừa biên vẫn còn chưa ráo mực, và lại hạ quan vẫn còn chưa sửa lỗi sát câu. Hạ quan xin tự tu chỉnh trước, rồi trình thượng quan sau, mới mong tránh được những điều sơ suất ạ. Sao? Dạ. Ông định tu chỉnh thật, hay là còn muốn giấu giếm điều gì? Hay là định giấu giếm điều gì? Ta vâng mệnh triều đình coi sóc việc thi thư. Việc chép sử của các ông phải làm đúng như lời ta đã dặn. Phải làm đúng như lời đã dặn. Dạ, xin thứ lỗi cho hạ chức tối dặn. Thượng quan dặn thế nào, hạ chức lỡ quên mất rồi ạ. Quên là... Sao? Quên là... Quên thì ta nhắc lại. Vâng, vậy hạ chức xin được rửa tay để nghe thấu từng lời. Vậy thì nghe đây, giữ việc sử quan phải liệu đường mà chép. Trước khi hạ bút phải nhìn trước nhìn sau. Những việc thâm cung dù dăm chữ đôi câu, chớ có hé ra mà cả nhà chết tội. Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Chỗ cần bôi nhọ, chỗ phải tô son. Cứ đợi ý quan trên, rồi hãy biên, hãy chép. Dạ, hạ chức chỉ quen nghề ghi chép, chứ đâu biết thế nào là bôi nhọ với tô son. Nếu thượng quan cần thợ vẽ với thợ sơn, thì hạ chức quả thực là vô dụng ạ. Ấy là bọn ta ví von như vậy, tô hay bôi, các ông tự liệu bề. Lỡ mày đây có mệnh hệ gì, đừng cứ bảo là bản quan là không nói trước. Đừng trách không nói trước. Thôi, cáo từ. Về. Sao quan huynh lại cầm tay hiền đệ? Ta cầm tay đệ là để xem đệ có còn run không. Khi nãy đệ run tay bởi nỗi cảm thương, chứ đâu có run tay bởi những lời hăm dọa. Vậy hay ta lại mở thêm trang sử, chép tiếp chuyện trần triều đang ngang trái éo le.
Thuần Thiên. Chỉ muốn tự tay mình chải tóc cho em, tạm quên đi lễ nghi khuôn phép. Trốn cung son bấy lâu thành xa cách, tình chỉ em máu mủ ruột già. Còn đây dáng ngọc vẻ ngà của công chúa Phật Kim những ngày son trẻ. Tuổi xuân dẫu chưa qua, nhưng bởi nỗi đắng cay sầu khổ, mái tóc em giờ đã điểm nét xương pha. Một nàng công chúa kế vị vua cha, đành phải nhường ngôi thành chính cung hoàng hậu. Bao độ thăng trầm giờ đây in sâu trên đôi khóe mắt phương, ngấn lệ tủi sầu. Là chủ hậu cung, còn em sẽ lui về làm công chúa Chiêu Thành. Một lệnh này chỉ tha tội cùng em, chỉ đâu màng danh phận chính cung, mà chỉ muốn chọn đạo phu thê với Hoài Vương Trần Liễu. Kể chị hãy đứng lên đi. Dẫu em có nhường ngôi hoàng hậu, thì chị cũng chẳng đành tâm thất tiết với chồng. Chị Thuận Thiên, chị đừng tự trách mình. Số kiếp chị em mình trong tay người sắp đặt. Đến cả đức vua cũng bị triều đình và quan thái sư ép buộc. Nước dẫu ngược dòng, thuyền đành chịu cuốn theo. Chị ơi, trốn cung vàng như tăm tối ngục sâu. Em ước mình sinh ra không phải là nữ vương công chúa, chỉ là người con gái quê mùa nơi thôn xã, tròn kiếp yên vui nơi mái ấm thanh bình.
chỉ Thuần Thiên, chị em mình chung kiếp hồng nhan, thôi đành chịu lẽ đời phần bạc. Chị ơi, em chỉ lo Hoài Vương không cam tâm chịu nhìn, sẽ kéo quân về đòi lại phu nhân. Hoàng triều lại một phen trào đảo ngả nghiêng, bởi huynh đệ tương tàn nổi xa sáu thịt. Tình cảnh chị em mình đành buông tay bất lực. Họa phúc rủi may, họa phúc rủi may trong đời ở lòng trời. Chị hãy về tìm cách nhắn lời, khuyên Hoài Vương nén lòng vì đại cuộc, đừng để chuyện bất hòa trong hoàng tộc thành ngọn lửa hung tàn, thiêu đốt cả Giang Sơn. Chị xin theo lời em. Chị hãy đi ngay, kẻo không kịp ngăn Hoài Vương khởi sự. Em hãy gắng giữ mình bảo trọng. Dạ. Thuần Thiên, xin bái biệt lệnh bà. Thuần Thiên, bái kiến lệnh bà. Chẳng hay có việc gì mà lệnh bà hạ cố đến đây? Triều Thánh, đừng ngoảnh mặt lạnh lùng với mẹ. Mẹ đến đây là để truyền lệnh của quan thái sư, hay lệnh bà muốn tận mắt nhìn thấy các con mình đang đắng cay đau khổ như kẻ trồng cây mong đến ngày hái quả? Giờ chắc lệnh bà đã thỏa nguyện bấy lâu. Mẹ biết lòng con đang trong nỗi hận sầu, nhưng xin con hãy hiểu cho nỗi niềm riêng của mẹ. Niềm riêng ư? Chắc hẳn đó là niềm vui sướng khi họ Trần đã đạt được mưu đồ. Sở Thái Hậu Lý Triều đã thành phu nhân của quan thái sư, vinh hạnh đó mấy ai có được. Con đừng buộc cho mẹ tiếng ác, mẹ cũng như con trăm nỗi khổ tâm. Mười mấy năm qua xã tắc ngã nghiêng, phần liễu bồ mẹ chẳng thể chuyển xoay thế cuộc. Lệnh bà thừa đủ khôn ngoan để tìm lời biện bạch, lừa mị lòng người, che mắt thế gian. Không, Triều Thánh này đã nhìn thấu tâm can bà chính là mối họa của vương triều họ Lý. Phụ vương tôi đã hết lòng bao dung che chở, cứu bà bao phen thoát họa diệt thân. Vậy mà Hoàng hậu Lý Triều lại phản bội quân vương, làm nội gián cho họ Trần, cướp ngôi đoạt vị. Giờ đây bà lại thuận lòng tái giá với kẻ năm xưa đã bức hại chồng mình. Xét nghĩa vua tôi là bất chính, bất trung. Xét đạo làm người là bất nhân, bất nghĩa. Bao tội lỗi còn buộc vào thân mẹ, mẹ biết có lời nào để giải tỏ biện minh? Mẹ làm dâu nhà Lý, nhưng lại là con gái họ Trần. Nội ngoại đôi bên khó bề vẹn cả. Có nhiều điều mẹ cam tâm đành dạ, cũng chỉ vì xã tắc Giang Sơn. Tình riêng nghĩa nghi lớn đi đôi đường, ngồn đi mà quên cả luân thường đạo lý. Kể từ ngày phụ vương tôi bị kẻ nghịch thần bức tử, tôi
tôi chẳng thể gọi bà. Tôi chẳng thể gọi bà bằng hai tiếng mẫu thân. Con ơi, dẫu là công chúa Lý Triều hay hoàng hậu nhà Trần, Các con vẫn là con của mẹ. Mẹ biết các con đã chịu nhiều đắng cay đau khổ, mong dành chút ngọt bùi bù đắp cho con. Cảm tạ lệnh bà, triều thánh này không dám nhận hồng ơn. Xin lệnh bà chớ nhắc chi tình mẫu tử. Giờ đây bà đã là phu nhân của quan thái sư Trần Thủ Độ. Chỉ có ông ta mới đáng nhận ân tình. Kìa, phu nhân. Xin lệnh bà cứ tiếp lời. Hạ thần cũng muốn được nghe cao ý. Quan thái sư không cần đa lễ. Giờ ta đâu còn là hoàng hậu chính cung. À, ngày mai Minh Ninh đón công chúa Thuận Thiên. Hiện thời, ngôi chính cung vẫn thuộc về Chiêu Thành. Vừa rồi hạ thần có nghe lệnh bà nghiêm phán, buộc tội mẫu thân như một kẻ gian tà. Đây là chuyện trong nhà của họ Lý ta. Xin quan thái sư đừng can xử. Nhưng xin lệnh bà hãy nhớ cho rằng người mà lệnh bà đang luận tội là phu nhân của ta và cũng là thân mẫu của bà. Và hẳn là nội gián của họ Trần, thực thi kế mỹ nhân làm suy vong nhà Lý. Triều thành này vẫn nhớ kết cục bi thảm của Tiên Đế, phải thoái vị xuất gia rồi bức tử tại cửa thiền. Giờ đây một quả phụ tái giá với kẻ giết chồng lại muốn các con coi mình như hiền mẫu. Không, người đứng trước mặt ta là phu nhân của quan thái sư Trần Thủ Độ. Còn thân mẫu của ta ư, đã chết từ lâu rồi. Triều Thành! Kìa! Triều Thành! Phu nhân! Người đâu? Hãy đưa phu nhân vào trong ăn nghỉ. Triều Thành, ta thật không ngờ nàng lại nỡ nhẫn tâm với mẹ mình như vậy. Nhẫn tâm ư? Nếu xét bề hiểm độc nhẫn tâm, ta còn phải học đòi quan thái sư nhiều lắm. Kể từ khi ông kế bước Trần Tử Khánh, nắm đại quyền thao túng cả triều đình, có bao giờ ông tự xét lại mình đã làm bao chuyện nhẫn tâm để giúp họ Trần đoạt ngôi nhà Lý? Trước đã ép Tiên Đế phải thoái vị xuất gia rồi bức tử, tàn sát hàng trăm người trong hoàng tộc họ Lý ta. Trước đã bắt ta phải nhường lại ngôi vua, giờ lại ép Tân Vương phải cưới phu nhân của Hoài Vương Trần Liễu. Một kẻ như ông dã tâm cường bạo, còn cao giọng buông lời phán xét ai sao? Khen cho những lời sắc bén tựa gươm đao, đáng coi là nữ trung anh kiệt.
thủ độ này. Thủ độ này thực tâm nể phục, bậc nữ lưu có dũng khí can trường. Nhưng xin nàng hãy nhớ cho rằng, nàng đương tuổi thanh xuân, suy xét việc đời chưa sâu xa hết nhẽ. Cơ nghiệp của Lý Triều đã mục xuống tử trong gốc rễ, suốt mấy mươi năm nội loạn bất yên. Nếu không nhờ sức họ Trần bình định bốn phương, Giang sơn này đã chia năm xẻ bảy. Hưng thịnh suy vong là lẽ thường của muôn triều đại. Đế nghiệp chẳng bền lâu khi đã mất lòng dân. Nhà Lý có nhiều công cao đức lớn với Giang Sơn, nhưng khí vận đã tàn, gánh nặng sơn hà đã trở nên quá sức. Cơn nội loạn làm suy vi quốc lực. Khiến y sơn y hài, trao đảo y ngả nghiêng, y giặc xâm lăng, là hiểm họa y nhãn y tiền. Đã đến lúc y thay ngọn cờ, dẫn y lối y. Dân cần ngọn cờ dẫn lối, nhưng ngọn cờ kia đang trong tay kẻ hiểm độc bạo tàn. Khi gian hùng tháo túng đại quyền, thì họa xâm lăng không đáng sợ bằng mối nguy nồi phản. Miệng thế tiếng đời ta đành cam chấp nhận, chỉ dốc một lòng vì đại nghiệp non sông. Có thể trong mắt nàng, ta là kẻ gian hùng, thiên hạ coi ta là nghịch thần lấn chúa. Đã ra khơi có sợ gì sóng gió, ta quyết vững tay chèo lái con thuyền. Còn việc xét thế thời, luận anh hùng, xin hẹn với lệnh bà dịp khác. Có chuyện gì? Hoàng thượng đã xa giá rời khỏi kinh thành, lên với quốc sư trên núi Yên Sinh, muốn thoái vị để xuất gia đầu Phật. Sao? Muốn thoái vị để xuất gia đầu Phật à? Dạ. Người đâu? Dạ. Truyền lệnh tai cho mời cả hoàng tộc cùng bá quan văn võ tại kinh thành gấp đường theo hoàng thượng lên núi Yên Sinh. Vua ở đâu? Thời triều đình ở đó. Tuân lệnh. Có chuyện gì mà hiền đệ hốt hoảng vậy? Triều đình lại một phen sóng gió. Nhà vua không đành tâm cướp vợ của hoàng huynh, người đã rời triều đình lên núi Yên Sinh, toàn bỏ ngai vàng quy y đầu Phật. Hoài vương Trần Liễu không can tâm chịu nhục, giấy binh kéo về quyết đòi lại phu nhân. Nấu thịt nổi ra huynh đệ tương tàn, đệ chép đến đây mà dòng mực đỏ ngầu như huyết. Đệ chớ lo, việc này quan thái sứ đã tìm ra phương cách thuyết phục nhà vua trở lại triều đình. Cách gì vậy quan huynh? Ngài đã kéo cả quần thần lên núi Yên Sinh, nói rằng đức vua ở đâu thời triều đình ở đó, rồi cắt lính mộ phu vận gỗ truyền đá, xây dựng cung điện đền đài ngay tại Yên Sinh. Quốc sư sợ quan quân làm náo loạn trốn cửa thiền, nên đã khuyên nhà vua hồi giá. Quả là diệu kế. Vậy còn việc giấy binh đòi vợ của Hải Vương? Riêng việc này thì phủ dụ không xong. Quan thái sứ đã dẹp yên bằng vũ lực. Hải Vương thua trận bị bắt, nhưng nhà vua thương anh nên đã miễn tội hình. Giờ Hải Vương đã trở lại trang ấp của mình.
triều đình lại sóng yên gió lặng. Đây chăn trở suốt đêm qua, ta hiểu lòng bà đang xót xa trăm nỗi. Đã vượt qua muôn bão giông chìm nổi, khi bóng xế tuổi già, mong san sẻ buồn vui. Phu quân ơi, thiếp sinh ra là thôn nữ Vạn Trài, vận số khiến xui được vào nơi Điện Ngọc. Nhưng lẽ đời khó lường họa phúc, thần phận cao sang mà chẳng được an lành, đã mang tiếng nhơ thất tiết hại chồng, giờ đến con mình cũng không chịu nhìn mặt mẹ. Như con thuyền chơi vơi trong sóng gió, bốn phía chênh vênh còn biết tựa vào đâu. Đâu phải mình bà quặn thắt đớn đau, tầm can ta cũng trăm đường vỏ xe. Thiên hạ cho ta là nghịch thần lấn chúa, ỷ thế lộng quyền, cường bạo bất nhân. Phu nhân ơi, dẫu ta không học chữ thánh hiền, nhưng cũng hiểu thế nào là nhân luân đạo lý. Nhưng đại sự phải xét theo thời thế. Ta rứt ruột đành lòng, chẳng chọn tình thân. Đâu phải riêng cơ nghiệp họ Trần, mà vì lẽ tồn vong của giang sơn xã tắc. Ta với phu nhân đã có duyên cầm sắt, lại nặng tình chi kỷ chi âm. Chút lòng này ta mong mỏi phu nhân hãy gắng cùng ta sẻ chia thấu hiểu. Phu nhân ơi, bao lâu nay ta khắc nghi khoái nghi ơi bao ơi đêm đi trường
á trung quân đi. Ơi nghĩa trung quân đi. Đâu riêng nhà chân đi thương trắng hò khi xa. Hoàng thương giá lớn.
Dạ, chúng thần xin vấn an bệ hạ. Kìa, thượng phụ và quốc mẫu bình thân. Dạ, đội ơn bệ hạ. Hôm nay chấm đến đây, trước là để vấn an thượng phụ và quốc mẫu, sau là có một việc muốn thỉnh ý thượng phụ. Dạ, muôn tâu, nhờ hồng phúc của bệ hạ, chúng thần vẫn được bình an. Giờ xin được chờ nghe thánh ý. Đại Việt ta đã đuổi quân giặc dữ, nhờ có quan thái sư là cột trụ chống trời và tâm sức quan dân tướng sĩ muôn người. Chấm muốn phong thưởng công lao để nêu cao gương sáng. Muôn tâu, tướng sĩ thần dân đều một lòng vì nghĩa lớn, không tiếc máu xương gìn giữ non sông. Xin bệ hạ hãy ra ân miễn thuế 3 năm và ưu tuất cho thân nhân những người tử trận. Được, chấm chuẩn tấu. Còn xét riêng công lao của các bậc tướng lĩnh, có tướng quân Lê Tần chí dũng song toàn, đã cứu khốn phò nguy hộ giá lập đại công. Xin thánh thượng ban đại ân trọng thưởng. Được, chấm sẽ vinh thăng tước vị và ban đặc ân cho tướng quân Lê Tần. Từ nay đổi tên là Lê Phụ Trần, cho người sáng công lao phò vua giúp nước. Dạ, thay lời cho tướng quân Lê Phụ Trần, xin đội ơn bệ hạ. Nhưng còn việc này, thần muốn xin được thỉnh nguyện ơn trên. Quan thái sư cứ nói. Muôn tâu, từ độ lập Thuận Thiên làm chủ hậu cung, triều thánh lui về giữ danh Phật công chúa, trốn cung son thân đơn bóng lẻ, mượn tiếng mõ câu kinh để quên nỗi tủi sầu. Nhân có tướng quân Lê Phụ Trần đức lớn tài cao, xin thánh thượng hãy ra ân tác thành cho họ. Sao? Tác thành cho chiêu thánh và Lê tướng quân? Muôn tâu, đây là ý của thần và cũng là ý của quốc mẫu. Thấm thoát mà đã 20 năm, đời người như bóng câu qua cửa sổ, nhưng ta vẫn chưa nguôi nỗi niềm trăn trở, bởi chiêu thánh vẫn một mình mòn mỏi tuổi xuân. Nhưng còn e, đã 2 lần chịu cảnh trầm luân, giờ danh phận của nàng lại một phen giáng hạ. Danh phận kia dẫu bớt phần cao quý, nhưng tình riêng lại được đắp đầy. Tướng quân Lê Phụ Trần toàn vẹn đức tài, xứng mặt là phu quân công chúa. Việc này ta cần suy ngẫm kỹ. Vậy thời, thần xin phép được cáo lui để bệ hạ tĩnh tâm cân nhắc mọi đường. Nhưng mong người sớm ban thánh chỉ. Sư thấu tình đạt lý, sao ta vẫn thấy lòng dây dứt chưa nguôi. Tình cũ đã đành chẳng vẹn chút mai, duyên mới biết chăng có thắm nồng hòa thuận. Chiều thanh nàng ơi, ta nhưng tưởng có lương duyên tiền định, được bầu bạn với nàng từ thuở ấu thơ, nhưng vẫn trời nước quấn gió đưa, giấy tờ đỏ đành cam đứt môi.
một lệ này. Một lệ này ta mong nàng xá tội, vì chẳng thể trọn tình vẹn nghĩa với nàng. Hãy
thân nghĩ sao phụ phàng. Ngài phàng nghĩ ra thất cơ, hàng cốt nghĩ như trong mơ. Bóng ai nghĩ trong bụi mờ, vì đời vương tóc tơ, kiếp sau xin ra ngoài hậu cung sẽ tổn hại đến uy danh của lệnh bà đó. Mẹ săn lòng cúi mình quỳ lạy, chỉ xin con thấu tỏ chút lòng. Lệnh bà hãy đứng lên. Xin lệnh bà hãy đứng lên. Mẹ chẳng sợ lời đàm tiếu của thiên hạ. Mẹ chỉ cần có hai con, Chiêu Thanh, Thuần Thiên. Dẫu không phải công chúa nữ vương, Các con vẫn là con của mẹ. Triều Thánh này tuy là thân nhi nữ, nhưng đã quyết một lời như quân tử nhất ngôn. Chuyện năm xưa hẳn lệnh bà chưa quên. Triều Thánh đã thề nguyền dứt tình mẫu tử. Nếu con muốn cho lòng phơi nhẹ, hãy coi như mẹ là kẻ tội đồ. Báo oán hờn tủi nhục xót xa cứ trút lên thân già này không được. Sâu quặn đau ruột tầm chín khúc, chỉ xin đừng, chỉ xin đừng dứt bối tơ vương. Bao huyết lệ sôi thương ý. Thank you.
vẹn toàn tài đức. Thì ra lệnh bà đến đây tìm lời ngon ngọt để rủ Chiêu Thành này xuất gia thành thân. Lại thêm một lần bà muốn đem con mình làm lễ vật hầu dâng cung tiên. Mẹ thực lòng mong con được an lành yên ân, có được người y hợp tâm đầu. Những ngọt bùi ấm áp ngày sau sẽ xua tan đắng cay niềm cũ. Chiều Thành này đâu còn là con trẻ mà dễ bị những lời ngon ngọt dỗ dành. Bà muốn tôi có một tấm chồng hay một mưa hay một tướng tài trở thành rể quy, để người đó dốc lòng phò tá giúp họ Trần kia giữ vững ngai vàng. Không, nếu bà muốn bán con để mua lấy họ Trần, mưu đồ ấy chớ hòng toại nguyện. Đang gần ấy năm qua, Triều Thánh vẫn là Triều Thánh, vẫn khí phách kiên cường, chẳng kém đấng trưởng phu. Nhưng đây là thánh ý của Đức Vua, cũng là ân sủng của người đối với Hoàng hậu cũ. Thiết nghĩ, dù công chúa không vâng theo lời mẹ, cũng không nên phụ hồng ân của Đức Thánh Hoàng. Quản Thái Sư, lại là ông sắp đặt mọi đường, lại một nước cờ sao tay ông điều binh khiển tướng. Càng thấu lẽ đời, dẫu cây muôn lặng nhưng gió kia chẳng dễ chịu dừng. Ta không đến đây vì đại sự triều đình, mà vì tình ruột già máu mủ. Dù công chúa chẳng coi ta là chú, ta vẫn coi người như cháu như con. Thủ độ này mang tiếng bất nhân, nhưng đâu phải lòng lim dạ đá. Mong công chúa được xuất cung tái gia là thực tâm của thủ độ này. Có lúc vơi đầy ơi nghĩ sông nghĩ, sông nghĩ kia sông kia thời có nghi lúc vơi đầy chữ thuyền đi sang mà bên mới ơi à mà để tháng ngày bình yên đi ơi bao đắng cay thời niềm đi.
kẻ chặt cành còn thương gốc chịu đau. Tích trò này ông diễn đã lâu, giờ đến lúc hạ màn rồi đó. Mẹ xin con, mẹ xin con đừng nặng lời thêm nữa. Lòng mẹ khác nào muối sát kim châm. Phu quân ta quả thực thành tâm, sao con nỡ đem lòng ngờ vực. Nợ nước thù nhà làm sao quên được. Chẳng thể u mê nhận giặc làm cha. Triều thành này còn yếu đuối nữ nhi, nếu không đã liều mình chết theo tiên đế. Dù con chẳng nghĩ cho lòng mẹ thì cũng nên thương lấy thân mình. Trọn đời ở vậy sao đành, cây không vun gốc cho cành heo khô. Cầu kia đã nghe nói đôi bờ nghỉ đã tắt lửa lòng, chẳng màng chi ấm nồng duyên đôi lứa. Nhờ quan thái sư thừa lại cùng bệ hạ, triều thánh xin ở vậy tròn đời. Mẹ biết, dù mẹ có nói ngàn lời, con cũng không hồi tâm truyền y. Nếu đành nhẽ tuyệt tình mẫu từ, thì mẹ còn tiếc chi? Thì mẹ còn tiếc chi kiếp sống tôi không? Kìa phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Oh.
đã mấy mươi năm ở chốn kinh kỳ, bà vẫn chưa quên câu hát ru nơi làng quê cũ. Nghe câu hát ru, nghe câu hát ru lòng ta chạnh nhớ. Thuở thiếu thời, đi bắt cá mò cua. Đã mấy chục năm trường, mà tưởng mới hôm qua, bảo độ phong ba bao phen dông tố. Nhờ hồng phúc tổ tiên, ơn hoàng thiên phù hộ, mây tạnh mưa tan, vạn sự lại an lành. Triều thánh kết duyên cùng tướng quân Lê Phụ Trần, như đất khô gặp cơn mưa ngọt. Xuân dẫu muộn vẫn đâm chồi nảy lộc, nay được mừng ngày kết trái đơm hoa. Ba phen đi gành thác nay nước mới êm mi dòng, con thuyền trôi nổi tìm được bến vui. Giọt mưa lành xua cơn khô hao, cây khô cành nay đã nảy chồi xanh. Xuân dẫu muộn vẫn đơm bông trái nghi trái ngọt, nay ấm lòng khắc khoải xót xa thời mấy nay, cho mong liệu thân ngày mai. Thời nay con ơi nước lại đầy, sông xưa thời chữ nay, con nghĩ nước đi là ai đầy chữ để thuyền đi sang bên mới nghĩ đi ấy mấy lòng đi này thêm. Dạ, chúng thần xin vấn an bệ hạ. Trâm miên lễ. Kìa, thượng phụ và quốc mẫu bình thân. Dạ, đội ơn bệ hạ. Hôm nay, trâm ngự giá đến Tư Dinh là để mừng Lê tướng quân đã sinh quý tử. Dạ, xin đổi ơn hoàng thượng. Dạ, thần thiếp xin cung kính nghênh đón bệ. Kìa, trâm miên lễ, phu nhân bình thân. Trâm đến đây như thể người nhà, chỉ tiếc là đã biết tin vui nhưng Lê tướng quân chưa kịp trở về vì quốc sự đang cần người gánh vác.
dạo muôn tâu. Phu quân thiếp đã mang trọng trách sắm đầu phụ lòng trông cậy của đức vua. Nay thánh thượng đã hạ cố đến tận Tư Xa, là hồng phúc của phu quân và tiền thiếp. Nhờ hào ý của thượng phụ và quốc mẫu, trâm đã tác thành cho nàng với Lê tướng quân được kết duyên với một bậc anh hùng. Chẳng hay nàng có vừa lòng xứng ý? Dạ, được kết duyên với người quân tử cũng nhờ ơn thánh thượng đã đoái thương. Thiếp chẳng luyến tiếc chi chốn điện ngọc cung vàng, vì ở nơi đây được yên lành mái ấm. Thấy nàng được an vui, thêm yên lòng trẫm. Trẫm vẫn tự trách mình có lỗi với cố nhân. Tuy không xa, nhưng chẳng thể thêm gần. Chỉ có thành tâm, mong chút gì bù đắp. Chuyện cũ đã xa, xin người đừng nhắc. Dù đôi lòng vẫn nhớ về nhau, duyên xưa chẳng tròn nhịp cầu. Xin đừng hoài niệm, xin đừng hoài niệm cho sầu lòng. Đắng cay niềm cũ khiến lòng nàng như giá lạnh sương đông. Này có ánh ban mai thắp lại lửa hồng, ta cũng thấy vơi đi bao điều trăn trở. À, ta có chút quà mừng đại hỷ, cũng là mừng nàng đã đẹp mối lương duyên. Người đâu? Dạ. Giờ ta phải trở lại hoàng cung có việc. Mọi việc ở đây nhờ thượng phụ và quốc mẫu. Dạ, chúng thần xin cung tiễn bệ hạ. Dạ, dạ thưa mẹ, con thấy chồng mình không được khỏe, xin phép cho con được cáo lui. Xin hãy khoan. Phu nhân, bà hãy đưa cháu vào trong cho yên tĩnh. Ta có đôi lời muốn được nói cùng phu nhân Lê tướng quân. Phu nhân, hình như phu nhân vẫn cố tránh mặt thủ đô này. Chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn chưa nguôi nỗi hận? Hận thì chiêu thánh này còn hận, nhưng ta nghĩ về ông đã khác trước nhiều phần. Ông tận tâm tận lực với nhà Trần, bất chấp tiếng đời kẻ phê người phán. Ta đã hiểu trong thời nhiễu loạn, gian hùng với anh hùng khó phân định lắm thay. Luận anh hùng, luận anh hùng đâu phải chuyện hôm nay. Hãy để cho đời sau bình luận. Phải trái trắng đen chính tà trung nghịch. Trước, hãy lấy lòng mình làm tấm gương soi. Ta đã giúp họ Trần đoạt vị tranh ngôi, chịu tiếng ác lập phản thần giết chúa. Nhưng nước non này đã nổi cơn sóng gió,
nhà Lý chẳng còn đủ sức giữ tay chèo. Trung nghĩa giờ đây, trung nghĩa giờ đây chẳng phải trung nghĩa với một vương triều, mà là trung với giang sơn xã tắc. Vừa rồi, trước vó ngựa xâm lăng của bầy giặc Thát, vua tôi nhà Trần đã gìn giữ non sông. Chẳng phải mệnh trời, mà là ở lòng dân, nhân tâm đã hướng về Tân Chúa. Nói như ông, nếu ta còn là nữ vương triều Lý, giang sơn này đã sụp đổ dưới tay ta. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Đó là may mắn của nàng, và cũng là phúc lớn của muôn dân Đại Việt. Quan Thái Sư, dù mối hận lòng có mang theo trọn kiếp, ta vẫn kính phục ông đã vì nước quên thân. Dẫu bên chữ hùng kia còn vương một chữ gian, danh tiếng của ông sẽ lưu truyền sử sách. Là cựu vương Lý Triều hay hoàng hậu nhà Trần, nàng đã quên đi nỗi hận riêng mình để trời nam sóng yên gió lặng. Xin nhường nàng vinh danh trang sử thắm, bìa miệng tiếng đời xin dành trọn phần ta. Trần Thủ Độ, ta với ông như hai kẻ nghịch thù, cũng như hai cánh buồm trên con thuyền lớn. Nếu mỗi bên quay về một hướng, thuyền sẽ lật chìm giữa sóng gió ngàn khơi. Dù đời sau luận xét đúng hay sai, ta đã mãn nguyện thỏa lòng vì con thuyền giang sơn đã vượt qua sóng dữ. Ta cũng xin có lời cảm phục một bậc nữ lưu đáng mặt anh hùng, đã trải qua muôn nỗi trầm luân, vẫn biết lẽ tiến lui nén lòng nhẫn nhịn. Nước non này bớt cơn biến loạn cũng là nhờ nàng biết xét thế thuận thời. Xin nhận một lạy của Thủ Độ này, cảm tạ thay cho muôn dân Đại Việt. Truyền lưu.